어제가 우리 많이 싸웠어. 그럼 오늘은 네가 맛있는 게 요리해줄게. 그럼 맨날 싸우고 맨날 맛있는 거 먹어? 그래. 야. Lâu lắm rồi thì mình mới mua mỹ phẩm thì hôm nay mình đã nhận được một cái một hộp phân bón của Ausglass và một hộp mặt nạ của Kier. Đẹp dữ rồi. Con nhóm sáng rồi, đi. Thì rất là thích kiểu đánh mà sao ta phấn má hồng thật là đậm á, nhìn người nó chảy chung. Wow. Đẹp quá, ẩm chất đẹp to. Thái cô đẹp, thái cô đẹp, món gì xinh đẹp đó, thế cô. 이렇게 구해야지. 네가 똥다마켓 가봤어. 망고 봤어. 오빠가 보고 싶었어. 그럼 샀어. 잘했어. 고마워. 다음에 또 사줘. 네가 망고 안 먹었다. 오빠만 먹어. 야, 안 먹는다며. 맛있다. 잘 기대. 리선 어떻게 씻어? 리선? 일로 와. 안 돼. 여기 해야지. 아. Mọi người có ai có bí quyết mà để cắt cái paro này không? Chắc tôi bó tay rồi đó. Mình phải đợi cho nó ráo, để cho nó ráo xong cái mình nấu một chút, còn tất cả thì mình sẽ cho vô bọc để bỏ trong tủ lạnh ăn dần. Sau này không. Thank you.
Trời ơi, tưởng không ngon mà ngon không tưởng luôn. Kakak, 한국말로 뭐야? 어? 어이. 뭐라고? 오이. 다시. 오이. 응, 맞아, 오이야. 아, 힘들어. 뭐가 힘들어? 야, 너 베트남 말 뭐야? 별래요. 별래요? 야, 더 힘들어. 야, 한국말 쳤어, 오이. 뭘로 뭐 누구 먹으라고? 찌개찌개 먹어봐. 아. 와우. 너무 맛있다. 진짜 맛있어. 색 맛있어요. 진짜 맛있어. 빵 다 먹었다. 완전 맛있지. 누가 다 먹었어? 오빠. 나 안 먹었어. 오빠. 네 다 먹었어. 네 안 먹었어. Sau khi ăn cơm xong thì tắm một chút xíu xong rồi mình sẽ đắp mát. Mình hay để mấy cái mát trong tủ lạnh á. Đây là mấy cái của như là của lớp mà. Hôm nay mình sẽ xài Q. Mình thì ít đắp mặt nạ giấy lắm. Rửa ra xong rửa sẵn khói. Chiên xiên 4 lần cũng được. Hôm nào mà cảm thấy da mình nó mệt mỏi đọc truyện cũng được ấm cho nên là hồi nào mà có thời gian rảnh là mình đều đọc hết. Đang đọc cái chú non trên giấy xanh mà đọc gần hết rồi. Thì thôi, ngồi chiu chiu, đắp sách, đắp nạ. Tuyệt vời. Mm-hmm.